chào mọi người. Em là Mỹ Huynh. Hiện tại em đang là nhân viên kinh doanh của công ty cổ phần thương mại và dịch vụ ô tô Tây Đô chi nhánh Kiên Giang. Hôm nay em sẽ làm một clip để giới thiệu tới quý anh chị một cái dòng xe đến từ hãng Hyundai. Đó là cái mẫu xe New Boxster H150. Thì hôm nay em giới thiệu với mọi người là phiên bản thùng kính tiêu chuẩn của nhà máy. Về Boxster H150 thì khi mà ở ngoài chúng ta vừa nhìn vào thì thấy thiết kế từ hãng một cái dáng xe rất là thanh lịch. Nó tôn lên một cái dáng của một dòng xe tải cao cấp. Phế mặt trước của cabin được thiết kế là kết hợp đèn, bao gồm có xi nhan và đèn pha được tích hợp cùng một cụm đèn lớn, giúp cho cái hệ thống chiếu sáng được rõ nét. Ngoài ra thì cái thiết kế về cái đèn sương mù cũng thiết kế to hơn so với tiêu chuẩn từ những cái xe khác. Boxster H150 được đánh giá cao là một dòng xe của xe tải thành phố, bởi vì cái kích thước tổng thể cũng như là cái dáng xe nó gọn, giúp phù hợp cho những cái quý khách hàng mà có cái không gian đậu xe của mình nhỏ, hoặc là mình cần nhu cầu chạy trong vùng thành phố, những cái vùng nội ô. Ngoài ra thì những cái vùng huyện mà chúng ta đi vào những cái con đường nhỏ thì Boxster H150 chắc chắn là một sự lựa chọn rất là chính xác. Và để giúp quý anh chị hiểu rõ hơn về kích thước của xe cũng như là hiểu hơn về cái xe Boxster H150 này, em xin mời quý anh chị các bác tài cùng theo chân em. Chúng ta sẽ tham khảo về kích thước của xe cũng như là bề ngoài của bên xe nha. Đầu tiên thì em sẽ giới thiệu với mọi người về cái kích thước tổng thể của New Boxster H150. Về kích thước tổng thể, dài, nhân rộng, nhân cao lần lượt là 5m140, 1m760, 2m650, được tính bằng mm. Thì xe Boxster H150 nhờ vào cái kích thước thùng chiều dài và chiều ngang của nó vừa phải, cho nên là chúng ta sẽ thuận tiện cho việc mà qua những cái cây cầu nhỏ. Với trọng lượng của xe chỉ nằm ở mức 3.500 thì giúp cho khách hàng có thể phù hợp qua những cái đoạn đường hoặc là những cây cầu cấm tải dưới 3,5 tấn. Về thùng xe thì em sẽ giới thiệu cho mọi người kỹ hơn về mặt thùng xe, bởi vì thùng xe tại đại lý Tây Đô của bên em thì có sự khác biệt so với ở những đại lý khác bởi chất lượng của thùng. Thùng xe của mẫu Boxster H150 do đại lý Tây Đô của bên em đóng thì nó có một chút khác biệt so với đại lý khác. Cụ thể là về cái khung xương của thùng. Khung xương thùng tại đại lý Tây Đô của bên em được sử dụng là inox. So với những đại lý khác thì có chỗ thì có sẽ sử dụng là sắt. Cho nên là về cái giá thành của inox và sắt thì nó có sự chênh lệch với nhau. Ngoài ra thì bên em sử dụng cản. Cản được làm bằng kẽm chống rỉ sét. Sử dụng vè chắn bùn cũng được thiết kế là inox. Đặc biệt mẫu thùng kính mà em đang giới thiệu tới mọi người thì được thiết kế thêm về phần cửa hông, giúp cho việc thuận tiện vận chuyển hàng hóa lên xuống của mọi người. Tại vì thùng kính thì chúng ta cần có cửa hông thì nó việc lên xuống hàng hóa sẽ dễ dàng hơn. Thì sau đây em sẽ mở thùng ra để cho mọi người xem về cái nội thất bên trong của thùng nha. Xe Boxster H150 được thiết kế với vách ngoài là inox và vách trong là được thiết kế tôn kẽm. Sàn mình của mình là sàn sắt. Mọi người nhìn bên trong nội thất thì cũng thấy được gắn thêm một đèn trần, cộng với việc là đóng khung sườn của thùng rất là thẳng hàng và được cân đối, mang lại cho chúng ta một cái thiết kế thùng nhìn vô là sẽ thấy bắt mắt và sẽ thấy là đẹp. So với cái giá thành vài triệu thì nó hợp lý. Tiếp theo là em sẽ tiếp tục mở về cái cửa sau để mọi người có thể nhìn rõ cái không gian của thùng hơn. Cửa sau của xe chúng ta là mọi người thấy là về khung cửa được thiết kế là inox. Hồi nãy em đã nói với mọi người về phần cản thì mọi người cũng để ý thấy là phần cản sau cũng được thiết kế là bằng kẽm chống rỉ sét, mà nhìn vô là mọi người đã thấy rõ là nó rất là chắc chắn. Thì em sẽ mời mọi người chúng ta sẽ tham khảo về bên trong của thùng. Em sẽ mở bằng cửa sau để mọi người thấy rõ về cái không gian rộng của thùng nha.
mở cửa sau ra thì mọi người thấy là không gian của thùng rất là rộng và được thiết kế hai cửa sau, hai bên mở ra hai bên và một cửa hông nữa, giúp cho việc vận chuyển hàng hóa của mọi người nó sẽ rất là dễ dàng. Ngoài ra thì phía sau xe em giới thiệu luôn tới mọi người, đây về cụm đèn thì chúng ta có cụm đèn xi nhan được thiết kế nó rất là rõ nét, giúp cho cái việc mà chúng ta lưu thông trên đường nó sẽ thuận tiện. Tiếp theo thì em sẽ giới thiệu tới mọi người một cái phần của xe mà nó cũng mang một cái phần rất là quan trọng, được rất là nhiều khách hàng chú ý tới, đó chính là khung sườn cũng như là khung gầm của xe. Thì em mời mọi người sẽ theo chân em, chúng ta sẽ tìm hiểu về khung gầm xe nha. Đầu tiên là em sẽ giới thiệu với mọi người về phần lớp xe. Thì như mọi người nhìn vào chúng ta cũng thấy là lớp trước và lớp sau thì có cái về cái kích thước nó khác nhau. Lớp sau thì được sử dụng là lớp đôi với kích thước là 145G13. Còn đối với lớp trước thì chúng ta sẽ sử dụng kích thước là 195G16. Về hai lớp xe thì chúng ta nhìn vào sẽ thấy sự chênh lệch rõ rệt. Về phần khung sườn của xe thì mọi người cũng thấy khung sườn sắt, nhìn vào chúng ta sẽ thấy là nó rất là cứng cáp. Về độ cứng của khung sườn, dung tích của bình nhiên liệu lớn, được thiết kế là nhựa cao cấp, giúp chúng chống rỉ sét và chống va đập, làm ảnh hưởng tới cái thùng nhiên liệu. Khung sườn được sử dụng treo, hệ thống sau là chúng ta sử dụng treo về, mọi người hay gọi là nhíp. Chúng ta sẽ sử dụng treo hệ thống nhíp. Khi treo sau sử dụng nhíp sẽ giúp cho cái độ cứng cáp của xe cũng như là thùng á, thì giúp cái độ hệ thống treo á nó sẽ cứng cáp hơn, giúp cho xe mình nó chống được cái độ rung lắc của xe. Còn khi mà ở trước sử dụng hệ thống phuộc á thì giúp cho người ngồi trong cabin sẽ thấy thoải mái, bởi hệ thống phuộc nó có độ đàn hồi tốt, thì khi chúng ta ngồi vào trong cabin nó ngồi không khác gì là khi chúng ta ngồi trên một chiếc xe du lịch. Tiếp theo thì em sẽ mời mọi người chúng ta sẽ tham khảo về bên trong nội thất của cái xe này luôn nha. Về nội thất của xe thì mọi người cũng thấy ghế được thiết kế là ghế da, vô lăng được sử dụng là vô lăng hai chấu, thiết kế từ vô lăng đó, nhìn sang mặt đồng hồ giúp cho người lái dễ quan sát, giúp các bác tài thì thuận tiện cho việc quan sát của mình. Về không gian ngồi thì mọi người cũng nhìn thấy rõ, không gian cực kỳ thoải mái, với để chân đó, cái khoảng cách từ vô lăng xuống chân đó, rất là giúp cho bác tài ngồi sẽ không bị gò bó. Với mặt đồng hồ được thiết kế gồm bao gồm kế bên đó là có nút ưu tiên, được tích hợp là radio MP3 và Bluetooth. Sau đây thì em sẽ nổ máy để mọi người xem thử cái hệ thống lạnh cũng như là cái độ êm ái khi mà chúng ta ngồi trong cabin, nó sẽ chống được cái độ ồn khi chúng ta đi ngoài đường rất là nhiều. Mọi người cũng thấy đây á thì có là nút điều chỉnh, thì chúng ta có thể điều chỉnh được cái độ mát của gió, điều chỉnh có thể là điều chỉnh gió nhiều hay gió ít, điều chỉnh được cái hệ thống nóng hoặc là lạnh. Giờ này em chỉnh nóng thì hơi căng. Chúng ta có thể có nhiều cái hướng gió được tích hợp bên trong. Ngoài ra thì bên trong cabin á, ngoài sử dụng ghế da ra thì chúng ta được sử dụng là dây an toàn, được sử dụng là dây 3 điểm. Ở giữa thì xài dây 2 điểm. Cần số được tích hợp cho chúng ta một cách gạt số dễ dàng hơn, về mặt cần số dễ quan sát. Bên trên á thì xe, mẫu xe này có về kính chống chói, chống nắng. Cái này thì chúng ta có thể điều chỉnh sang một bên khi mà tùy theo cái hướng nắng của người lái. Bên trên trần thì được tích hợp là hộp đựng kính và các nút đèn trần xe. Bên trong ở dưới thì còn, ngoài ra là còn có hộp đựng danh thiếp. Đặc biệt cho với các bác tài mà có hút thuốc á, thì có một đặc điểm rất là nổi trội trên xe, đó chính là chúng ta có cái cần mồi thuốc, giúp cho bác tài nào mà có cái nhu cầu cần hút thuốc á, thì chúng ta sẽ thuận tiện hơn. Về phần kính của xe á, thì chúng ta thấy là kính xe được sử dụng là kính chỉnh điện. Bên ghế lái á,
ta có thể điều chỉnh được cửa của bên ghế phụ luôn. Ngoài ra thì giờ có kính hậu, kính hậu được điều chỉnh điện, và gặp thì được gặp bằng cơ. Hộc để đồ của bên phía ghế phụ thì rộng, giúp cho mọi người có thể để được nhiều đồ bên trong. Ngoài ra thì bên ghế phụ và bên ghế chính đều có cái cần chỉnh gió, giúp mình có thể gạt được cái gió hơi lên xuống nhẹ. Tiếp theo là em sẽ xuống xe và giới thiệu tiếp cho mọi người về phần động cơ của xe. Bởi cái mẫu Honda New Boxer H150 này thì được tích hợp động cơ là nằm phía bên dưới yên luôn, cabin mình không có lật. Về phần động cơ của xe thì được sử dụng là động cơ mình sử dụng là hệ thống dầu với dung tích xi lanh là 1.5 và cho cái công suất cực đại là 95kW trên 3.800 vòng trên phút. Thì với cái dung tích xi lanh 1.5 lít giúp cho cái việc mà vận chuyển hàng hóa ở cái vùng đồng bằng sông Cửu Long của chúng ta thì nó sẽ cực kỳ dễ dàng, bởi vì dung tích lớn mà các đường đồng bằng thì chúng ta sẽ giúp cho xe chạy được tiết kiệm xăng hơn và xe sẽ vận hành với mạnh mẽ hơn, có một cái tốc độ nhanh chóng. Rồi là em đã giới thiệu cho mọi người về tổng thể của cái dòng xe New Boxer H150 đến từ hãng Hyundai. Thì như mọi người em đã giới thiệu rồi thì về thùng là em giới thiệu cho mọi người hôm nay là phiên bản thùng kính. Thì em hy vọng là nếu mà quý khách hàng nào có sự quan tâm tới cái mẫu xe Hyundai New Boxer H150 này thì có thể ghé showroom của bên em số 68 Võ Văn Kiệt, Thạnh Lộc, Châu Thành, Kiên Giang để mình có thể xem xe và tham khảo. Cảm ơn quý khách hàng đã theo dõi cái video này của em. Nếu mọi người thấy là em giới thiệu tốt thì hãy like, cũng như là nếu mà có thể thì chia sẻ cho em và theo dõi kênh để lần sau em có thể làm nhiều cái video hơn để giới thiệu tới mọi người nhiều mẫu xe hơn. Em xin cảm ơn mọi người.